đẹp anh ạ. À, một quả điếu bên nam rất là đẹp. Lạnh tít luôn. Đây là đồ bát tràng của mình nhé, chuẩn cổ nhé các bác nhé. Đây, rồng này, các bác nhìn rồng rất là đẹp luôn. Lạnh tít luôn. Chúng là kiếm được quả điếu lạnh tít chơi này bây giờ nó cũng rất là khó rồi. Chơi rất là hay. Trôn cốt này rất là đẹp. Đấy, rồng đắp nổi các bác nhé, rồng đắp nổi rất đẹp luôn, lạnh tít luôn. Anh em có một số đồ chơi ra các bác ạ, cứ quay đăng YouTube chơi.